đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua quyết tâm chống tham nhũng của đảng qua vụ việc ông Nguyễn Nhân Chiến tin ông Nguyễn Nhân Chiến nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh bị khởi tố bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ một lần nữa chứng thực cho quyết tâm phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta có lẽ ông Chiến và không ít người đều tin chắc rằng ông đã hạ cánh an toàn nhưng quyết tâm sự công minh của đảng trong việc chống tham nhũng tiêu cực trong hệ thống chính trị nước ta đã không bỏ qua sai phạm khi đang là ủy viên trung ương bí thư tỉnh ủy ông chiến đã thiết kế một cách tài tình cho con trai là bí thư tỉnh đoàn về làm bí thư thành ủy bắc ninh câu chuyện loang ra gây choáng váng dư luận và sau đó con ông buộc phải thôi chức vụ mới được đảm nhận để làm phó giám đốc sở lao động thương binh xã hội của tỉnh những nhân vật kiều ông chiến bị bắt thời gian qua không ít ông Trần Đình Thành, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, ông Trần Đức Quận, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trịnh Văn Chiến, cựu ủy viên Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Trần Văn Nam, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Điểm giống nhau của các vị này chính là họ có quá trình nắm giữ các trọng trách của tỉnh, thường là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc là các chức vụ tương đương rồi bí thư tỉnh ủy hai vị trí đứng đầu này cũng tròm chèm 10 năm. Đấy là trước kể trước khi là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, họ còn giữ các chức vụ khác quan trọng với hơn chục năm giữ chức vụ đầu tỉnh. Với những vi phạm đến mức bị khởi tố, bị bắt thì chắc chắn thiệt hại cả về vật chất và tinh thần cho đất nước và nhân dân là không hề nhỏ. Bởi rất khó để tin rằng vi phạm vừa bị phát hiện mới chỉ là lần đầu trong ngần ấy năm công tác với thể chế chính trị nước ta thì những người như ông chiến là người đứng đầu địa phương nói và quyết cái gì cơ bản đều được vị trí như của ông chiến luôn gắn với những quyền hạn to lớn mà các biện pháp kiểm soát quyền lực chống lợi dụng chức vụ quyền hạn còn có nhiều hạn chế như hiện nay rất khó kiểm soát được nêu lại một số vụ việc như vậy để thấy dù sự nghiệp của các nhân vật trên đây có từng hoành tráng những vi phạm dù dâu kín bao nhiêu cũng sẽ bị phát hiện Đôi lúc, nhờ các vụ án COVID-19, chuyến bay giải cứu, AIC mà nhiều tấm mặt nạ đã rơi xuống, lộ ra những người đã qua mặt được cơ quan thanh tra, kiểm tra một thời gian dài. Quan trọng hơn là cũng qua các vụ án đó đã thể hiện rõ quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực trong cả hệ thống chính trị, không có quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt như thời gian qua, chắc không thể có kết quả như vậy được.